Thời gian vừa qua, hàng trăm cây lim cổ thụ trên rừng Phù Mây thuộc xã Đạo Trù và thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị chặt hạ hoặc bị bơm hóa chất làm chết khô. Nhiều diện tích đất rừng bị san gạt, phân lô xây dựng trái phép. Trong khi các tổ chức liên quan đang đun đầy trách nhiệm cho nhau, còn thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Sau đây là phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân về thực trạng này ở rừng Phù Mây. Theo chân ông Lê Xuân Cường, người có tới hơn 20 năm trực tiếp tham gia bảo vệ rừng lim Phù Mây này, ông Cường không khỏi bức xúc khi tận mắt chứng kiến rừng lim bị tàn phá nghiêm trọng. Tôi quản lý rừng bảo vệ rừng của Ủy ban xã Đạo Trù là từ năm 82 đến năm 2000. Thì chúng tôi hàng ngày, hàng đêm, những ngày Tết chúng tôi là mang bánh trưng ra để gác gốc lim. Đấy, cho nên là chúng tôi quản lý cái rừng lim này từ trước là rất chặt chẽ, không bất một cảnh. Ông cha ta giữ từ thời Pháp đến giờ. Mà để đến bây giờ phá tàn không còn một cái gì, chúng tôi thấy quá đau xót, không biết kêu ai. Được người dân dẫn đường, nhóm phóng viên chúng tôi càng vào sâu, càng chứng kiến rõ hơn sự tàn phá rừng lim ở nơi đây. Đầu tiên là người ta lóc vỏ này, xong cho chết này. Chết xong bắt đầu là người ta mới cắt cây. Cắt cây là bởi vì nó có tiếp tay của kiểm lâm là người ta sẽ làm cái, có cây người ta cắt trộm, có cây thì người ta lại làm là kiểu là cây chết đấy. Người ta xin của vườn để cắt, đấy, cắt bỏ đi đấy. Rừng nó rất là rộng không đi được. Cái khu bên kia là một đấy là cái cây chết như này là gần 100 cây rồi. Dân người ta mua của những người khai thác lim, người ta mua về người ta làm khuôn cửa mới nè cầu thang, trụ cầu thang mới nè những cánh cửa cánh nhiếc lại. Đầy bây giờ lim ở Đạo Trù này thì đầy nhà có sử dụng gỗ lim. Quan sát thực địa, chúng tôi nhận thấy ngay giữa rừng còn có những con đường được cuốc xới mở rộng đủ cả chiếc xe tải, máy xúc chạy được. Đi một đoạn lại thấy những cây lim lớn chết khô. Cây nhỏ bị xới tung cả gốc do đào bới. Đường ô tô lên hẳn chứ đến đỉnh chứ không phải là ấy, đường máy cam cam để ô tô lên. Cái cây lim này từ thời ông cha chúng tôi kể lại là những cái cây lim này nó phải hàng 100-200 năm gì đấy chứ không phải là mới đây. Đấy thì nó cây, những cây cổ thụ nó có cây nó phải to bằng cái tăng giếng này. Đấy, hai ba người ôm. Bây giờ là những cây đấy là hầu như là không còn nữa. Những cây đấy là người ta chặt phá đi xong rồi, bây giờ những cái gốc đấy người ta cũng cho máy ủi lên người ta cuốc bỏ hết rồi. Bây giờ còn những cái gốc là nó bé bé, nó chặt đi, bây giờ nó đốt này, hoặc là nó lấp đất đi này, là vẫn còn đấy. Không chỉ có tình trạng chặt phá rừng lim diễn ra nhiều năm nay, mà tình trạng san gạt đất rừng để phân lô, xây nhà trái phép trên đất rừng cũng ngang nhiên diễn ra tại địa phương này. Các thôn là có trưởng thôn, có công an viên. Đấy, thế cái xe chạy ầm ầm cả đêm thì làm sao những cái nhân viên đấy không biết, chưa nói đến người dân. Dân nó thức và thức chưa phải biết chứ, nhưng mà không biết kêu ai cả. Đạo Trù về để mà xây dựng trái phép bây giờ nó tầm gần 200 hộ xây dựng trên đất nông nghiệp và đất rừng. Đại đa số là cán bộ đảng viên với người thân, người anh em họ hàng nhà cán bộ thôi. Khu vực rừng Lim Phù Mây nằm trên địa bàn xã Đạo Trù và thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích gần 300 hectare. Chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh, nhưng đến giờ họ đều đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trách nhiệm đầu tiên phải là của chủ rừng, đó chính là của vườn quốc gia quản lý cái diện tích này. Bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý nhà nước cấp xã thì cũng có đóng vai trò về quản lý nhà nước trên địa bàn và phối hợp để xử lý. Thực ra là tôi mới về công tác, mới nhận công tác này được hơn một năm nay thôi. Cho nên là những cái việc mà từ những năm trước đấy có cái chuyện đấy thì tôi cũng không rõ. Rừng quốc gia Tam Đảo bị xâm phạm nhiều năm, người dân bức xúc gửi đơn thư đến nhiều cấp, nhiều ngành. Các tổ chức liên quan vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trong khi đó, thủ phạm gây ra vụ việc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai? Truyền hình Nhân dân đang đợi câu trả lời từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sớm thông tin đến cho khán giả trong thời gian sớm nhất.